nhà tranh năm cánh ngoài ô xin xin những ngày quê nhà ta đau đớn lòng thân sao bóp nghẹt tim người Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây lớn qua năm mưa súng bom nhìn chân đi quê hương kêu gọi tin liên diện quân đi tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô nước nhà cao chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành đô ta về quê khi anh bình minh đang hé răng trong trời ta về quê khi lũ ngoài sông hấp hối tới bờ Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng tổ chức hội và nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường. Hội cựu chiến binh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hải Hòa tổ chức nói chuyện truyền thống
nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 48 năm ngày mở màn chiến dịch vang mãi khúc khải hoàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đoàn công tác của Thường trực Thị ủy Nghi Sơn do đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với chi bộ hạt kiểm lâm thị xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Chi bộ hạt kiểm lâm thực hiện quản lý, bảo vệ 16.467 hectare rừng trên địa bàn thị xã. Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, chi bộ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền thị xã, ban hành các văn bản chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, quản lý động vật hoang dã và chim di cư trên địa bàn, phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp được 8 lượt với 260 người tham gia và 10.260 lần tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã phường, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã, thực hiện ký cam kết với 670 hộ dân về bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, tu sửa 28,2 km đường băng cản lửa không để xảy ra cháy rừng, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống buôn lậu lâm sản, phối hợp với các đơn vị như công an, quân sự, các xã phường, tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, tăng cường phối hợp trồng 100 hectare rừng sản xuất tại xã Phú Sơn, cũng như làm tốt công tác quản lý bảo vệ các loài chim hoang dã. Tại hội nghị, lãnh đạo hạt kiểm lâm thị xã đã kiến nghị Thường trực Thị ủy, các ban ngành thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã phường, chủ rừng nhà nước nhằm nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng cháy chữa cháy rừng, xem xét hỗ trợ kinh phí để đơn vị sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, làm việc cho cán bộ, đảng viên và hỗ trợ kinh phí để mua sắm các thiết bị hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả mà chi bộ, đảng viên hạt kiểm lâm thị xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đóng góp các giải pháp để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song chi ủy chi bộ hạt kiểm lâm đã đoàn kết thống nhất, có nhiều cố gắng và có nhiều giải pháp đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là công tác tham mưu cho thị xã về công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và các năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị chi bộ hạt kiểm lâm cần tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng, tổ chức học tập, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên, cũng như tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo chủ đề hàng năm mà Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành, ra soát lại các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 và nghị quyết chi bộ đã đề ra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với những chỉ tiêu đạt thấp và dự báo những khó khăn để lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ, đánh giá sát đúng kết quả đã đạt được và những yếu kém trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ để quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ trước ngày 30 tháng 5 năm 2023, tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị số 13 ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền thị xã trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phối hợp với các xã phường có rừng và các phòng ban liên quan thị xã để thực hiện tốt công tác quản lý diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng, tập trung, trồng cây phân tán, rừng khoanh nuôi, tái sinh và chăm sóc rừng trồng mới để đảm bảo hoàn thành tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2035.
đạt 35%. Phối hợp với các xã, phường trồng rừng và bảo vệ rừng, chống khai thác trái phép, buôn lậu lâm sản, các loài chim hoang dã trên địa bàn, kiểm tra rà soát, đưa ra các giải pháp xử lý cũng như tham mưu cho cấp ủy chính quyền, giải quyết kịp thời các hạn chế vướng mắc về đất rừng với đất nông nghiệp, đất ở của nhân dân để quản lý tốt về đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong mùa nắng nóng, chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông, ban tuyên giáo thị ủy, trung tâm chính trị thị xã, thông qua hội nghị báo cáo viên để làm công tác tuyên truyền đến các báo cáo viên ở các xã phường để nâng cao nhận thức cho nhân dân, các chủ rừng thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, giao các ban của thị ủy thường xuyên phối hợp hướng dẫn kiểm tra đôn đốc để chi bộ hạt kiểm lâm làm tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể để xây dựng chi bộ cơ quan vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Sau chi ủy chi bộ hạt kiểm lâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khẩn trương xây dựng các kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém đã được chỉ ra, có giải pháp thực hiện các giải pháp nhiệm vụ đề ra, báo cáo thường trực thị ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Về các kiến nghị đề xuất của hạt kiểm lâm, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư thường trực thị ủy, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục phối hợp với hạt kiểm lâm và các cơ quan chức năng để làm tốt công tác quản lý diện tích đất rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, báo cáo đề xuất với ban thường vụ thị ủy những khó khăn vướng mắc để giải quyết kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, tại Trung tâm Chính trị Thị xã, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người Cao Tuổi Thị xã Nghi Sơn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, tổ chức hội và nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường. Dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Dường, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thị xã Nghi Sơn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi 31 xã phường. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh, đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung chương trình để xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh, xây dựng các mô hình xử lý phân loại rác thải ngay tại gia đình và khu dân cư nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cùng với địa phương thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu xây dựng quốc gia, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong thời gian tập huấn, cán bộ, hội viên, hội người cao tuổi các xã phường được Hội Người Cao Tuổi tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng tổ chức hội, quá trình thành lập và phát triển của Hội Người Cao Tuổi, hệ thống tổ chức Hội Người Cao Tuổi, một số điểm mới trong luật bảo vệ môi trường năm 2020, người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, giảm thải rác thải nhựa và túi ni lông trong sinh hoạt. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ hội viên người cao tuổi trong toàn thị xã giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng tổ chức hội, phát động các phong trào bảo vệ môi trường, từ đó đóng góp tích cực vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày 24 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở thị trấn, Hội Cựu chiến binh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hải Hòa tổ chức nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Tham dự buổi nói chuyện có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã, cán bộ, giáo viên và hơn 400 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn. Tại buổi nói chuyện truyền thống, các em học sinh đã được nghe ông Nguyễn Văn Sung, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hải Hòa, ôn lại khí thế hào hùng của quân và dân ta trong những ngày chiến tranh ác liệt. Quân và dân cả nước tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở màn từ ngày 4 tháng 3 năm 1975 bằng chiến dịch Tây Nguyên, mà trận đột phá chiến lược là việc đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột. Qua 20 ngày đêm chiến đấu, đến ngày 24 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên đã giành thắng lợi hoàn toàn. Những thắng lợi to lớn trong chiến dịch Tây Nguyên là cơ sở để Bộ Chính trị kịp thời bổ sung quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975. Từ ngày 6 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng bắt đầu tiến công ở Trị Thiên và khu 5. Đến ngày 21 tháng 3, phát huy thắng lợi nhanh chóng và dồn dập ở Tây Nguyên và đồng bằng miền Trung, hai chiến dịch ở quân khu 5 và quân khu Trị Thiên đã phát triển thành chiến dịch tiến công Huế, Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị bổ sung quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975.
sau 25 ngày đêm chiến đấu, mùng 6 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3, quân giải phóng, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng quân đoàn 1, quân khu 1. Đến ngày mùng 3 tháng 4, toàn bộ các tỉnh đồng bằng ven biển miền Trung được giải phóng. Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh diễn ra và giành toàn thắng. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng Việt Nam được cắm trên Dinh Độc Lập, non sông thu về một mối. Thông qua buổi nói chuyện truyền thống nhằm ôn lại những ngày tháng oanh liệt, hào hùng của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ nhằm khơi dậy tinh thần cách mạng, nỗ lực vươn lên trong học tập để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ đến ngày 6 tháng 3 âm lịch, người dân xã Thanh Thủy lại thành kính tổ chức lễ tế Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại Phủ Tuế, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ngoài mang tính đặc trưng của lễ hội, còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và mang sắc thái riêng của người dân nơi đây. Theo lịch sử ghi lại, xưa kia bị đẩy xuống trần gian, Liễu Hạnh công chúa du ngoạn khắp nơi và giúp đỡ người nghèo khó nên được nhân dân nhiều nơi thờ phụng, xem bà là bậc thánh mẫu. Trong khi du ngoạn, bà có đi qua vùng đất Nhật Tân, xã Thanh Thủy ngày nay và hiển hiện tiếng thiêng. Sau khi bà qua nơi đây, nhân dân trong làng làm ăn một ngày thịnh vượng, nên khi bà mất, nhân dân đã lập phủ thờ phụng. Ngày thường chim chóc, sâu bò phá hoại mùa màng hạn hán, lũ lụt xảy ra, nhân dân đến phủ cầu đều được. Vì vậy dân trong làng mới tu sửa phủ để hương khói phụng thờ. Một năm có trận bão lớn, gỗ to từ ngoài biển trôi về khu vực phủ rất nhiều, nhân dân bèn vớt lên đem về dùng. Cũng trong năm đó, trong làng xảy ra đại dịch, làm chết rất nhiều người và gia súc gia cầm, hoa màu mùa màng thì bị chim sâu phá hoại, nên nhân dân trong làng bèn lập đàn tế ở vị trí gỗ trôi về. Từ đó dịch bệnh mới hết, chim sâu không còn phá hoại mùa màng. Lễ tế Thánh Mẫu Liễu Hạnh năm nay được tổ chức tại Phủ Tuế, xã Thanh Thủy, với lễ tế mẫu và lễ sức kiệu. Lễ tế Thánh Mẫu Liễu Hạnh được tổ chức hàng năm vào ngày 6 tháng 3 âm lịch hàng năm là hoạt động văn hóa tâm linh đặc biệt của nhân dân xã Thanh Thủy hướng về cội nguồn, đồng thời cũng là dịp nhắc nhở con cháu thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc ghi ơn sâu của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Cách đây 48 năm, với cuộc tổng tiến công chiến lược mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành trọn vẹn mục tiêu, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dù chiến tranh đã qua đi, nhưng chiến dịch mang tên Bác kính yêu vẫn còn sống mãi trong ký ức của mỗi thế hệ người Việt Nam hôm nay. Chiến dịch mang tên Bác kính yêu. Những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, trước diễn biến mau lẹ của tình hình chiến trường, trước sức tiến công áp đảo của quân giải phóng, nội bộ chính quyền quân đội Sài Gòn tiếp tục có sự phân hóa mạnh mẽ. Sau khi Nguyễn Văn Thiệu, Cao Văn Viên và nhiều quan chức cao cấp của chính quyền Sài Gòn chạy ra nước ngoài, một số tướng lĩnh, chóp bu của quân đội Sài Gòn chiếm ghế Tổng thống, nhưng toàn tính ấy không nhận được sự ủng hộ của Mỹ và Pháp. Vào lúc này, ta hình thành thế bao vây Sài Gòn từ năm hướng, hướng Tây Bắc, quân đoàn 3, hướng Bắc, quân đoàn 1, hướng Đông Nam, quân đoàn 2, hướng Đông, quân đoàn 4, hướng Tây và Tây Nam, đoàn 232, sư đoàn 8, quân khu 8. Các cánh quân của ta đã tập kết tại các bàn đạp tiến công. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 1975, bộ phận tiền phương của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh chuyển xuống Cam Xe, phía Bắc Dầu Tiến. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Các binh đoàn tham gia chiến dịch trên năm hướng, tiến công tuyến phòng thủ vùng ven, phá vỡ các mắt xích phòng thủ, vòng ngoài của quân đội Sài Gòn, cắt đứt giao thông đường bộ, đường thủy xuống đồng bằng sông Cửu Long
và ra biển, khống chế các sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Trà Nóc, Cần Thơ, chế áp các trận địa pháo quan trọng, vây ép Sài Gòn trên tất cả các hướng, không cho các sư đoàn chủ lực quân đội Sài Gòn co cụm về vùng ven và nội đô, tạo điều kiện cho bước kế tiếp tiến công đồng loạt vào sào huyệt đối phương. Ở hướng Đông và Đông Nam, 18 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, sau màn hỏa lực bắn phá dồn dập của hàng chục trận địa pháo binh dội xuống mục tiêu địch ở Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa, Nước Trong, Long Thành, Đức Thạnh, Bà Rịa, các sư đoàn bộ binh của quân đoàn 4, quân đoàn 2 bắt đầu mở cuộc tiến công. Trên khu vực quân đoàn 4 hướng Đông, sư đoàn bộ binh 341 được tăng cường, một tiểu đoàn xe tăng, một tiểu đoàn pháo cao xạ hỗn hợp và hỏa lực chiến thuật cấp trung đoàn, tiểu đoàn do đại tá Trần Văn Trân làm sư đoàn trưởng, đại tá Nguyễn Đồ làm chính ủy trực tiếp chỉ huy, nổ súng đánh chiếm yếu khu Trảng Bom, mắt xích trọng yếu trên tuyến phòng ngự phía trước của đối phương. Nhiều trận chiến đấu dữ dội kéo dài hàng giờ giữa xe tăng, xe thiết giáp của ta và xe tăng, xe thiết giáp của đối phương diễn ra khốc liệt. Phối hợp chặt chẽ với quân đoàn 4 trên hướng Đông Nam, chiều ngày 26 tháng 4, quân đoàn 2 và sư đoàn bộ binh 3 được tăng cường một đại đội xe tăng T-54 do sư đoàn trưởng Lâm Bá Khuê chỉ huy đánh chiếm chi khu Đức Thạnh. Sau 2 giờ chiến đấu trong thế áp đảo, bộ đội ta đã làm chủ các khu vực Bình Giã, Ngãi Giao, Núi Đất, hỗ trợ du kích và nhân dân địa phương nổi dậy giải phóng Xuyên Mộc, Long Lễ. Sau đó sư đoàn chuyển sang truy kích địch rút chạy. 21 giờ cùng ngày, trung đoàn bộ binh 141 và đại đội xe tăng 4 được pháo binh quân đoàn chi viện hỏa lực tiến công thị xã Vũng Tàu. Trước sức mạnh vượt trội của lực lượng tiến công, quân địch phản ứng yếu ớt rồi bỏ chạy. Trên hướng tiến công chủ yếu Tây Bắc, quân đoàn 3 vào trận với khí thế áp đảo địch. Cho dù lực lượng địch trên hướng này còn đông, hỏa lực mạnh, phòng thủ theo chiều sâu, có nhiều cứ điểm vững chắc. Nhiệm vụ chủ yếu của quân đoàn 3 là tổ chức lực lượng đột kích liên tục, đánh ngã địch, chiếm các mục tiêu then chốt trong thành phố. Đánh sư đoàn bộ binh 25 của địch ở ngoài chỉ là điều kiện, không thể đánh sư đoàn này mà dùng nhiều lực lượng hoặc giằng co mất nhiều thời gian. Đánh ngoài và đột kích vào trong là đồng thời, không chia thành bước. Nhiệm vụ chính là bên trong, mục tiêu chiến đấu của quân đoàn 3 là sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Sư đoàn 10 thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Sư đoàn Bộ binh 316, Sư đoàn Bộ binh 320A và Trung đoàn Đặc công 198 phải đánh chiếm hoặc khống chế bằng được nhiều mục tiêu quan trọng, đặc biệt là 4 mục tiêu ở Trảng Bàng, Đồng Dù, Cầu Bông, Cầu Sáng, trên đường số 1 và đường 15. Trong 2 ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 4, sự phối hợp chặt chẽ giữa pháo binh quân đoàn trên cơ sở tính toán phần tử xạ kích chính xác, hỏa lực pháo binh ta đã chế áp có hiệu quả được một loạt trận địa pháo binh đối phương ở Lào Táo, Phước Hiệp, Suối Sâu, Trà Võ, Bông Tráng, Bến Nương, Bào Nâu, Cẩm Giáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị bộ binh tiếp cận căn cứ địch. Được pháo binh chiến dịch chi viện đắc lực, chiều ngày 26 tháng 4, sư đoàn bộ binh 316 do đại tá sư đoàn trưởng Đàm Văn Ngụy chỉ huy đã mở cuộc tiến công quét sạch một loạt đồn bốc địch dọc quốc lộ 1A, các đoạn đường từ Phước Mỹ đến gần Trảng Bàng, từ Bàn Nâu đến Trà Võ trên đường 22 làm chủ suối ao, trung hàng, khống chế các trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh 25 của địch ở Gò Dầu, Trảng Bàng, không cho chúng rút chạy về Đồng Dù, Củ Chi. Khi quân đoàn 3 tiến công trên hướng Tây Bắc, quân đoàn 1 đảm nhiệm hướng Bắc của chiến dịch, cũng sử dụng một bộ phận lực lượng đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Hòa cùng 4 hướng tiến công của chiến dịch, ngày 26 tháng 4, Bộ Tư lệnh đoàn 232 sử dụng sư đoàn bộ binh 5, sư đoàn bộ binh 8, quân khu 8 được tăng cường, tiểu đoàn công binh 341 và lực lượng vũ trang địa phương tiến công một loạt vị trí do sư đoàn 22 địch chốt giữ dọc hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, tỉnh Long An. Sư đoàn 5 do sư đoàn trưởng Nam Thược chỉ huy tập trung toàn bộ lực lượng đánh chiếm huyện Lỵ, Thủ Thừa và thị xã Tân An. Sư đoàn 8 táo bạo luồn sâu
được lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ, bất ngờ tiến công giải phóng thành phố Mỹ Tho. Việc Sư đoàn 5 và Sư đoàn 8 quân khu 8 làm chủ được các mục tiêu trọng yếu trên đây do Sư đoàn 22 địch chốt giữ, đã cắt đứt hoàn toàn đường quốc lộ số 4, cô lập Sài Gòn với đồng bằng sông Cửu Long. Tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, sau khi chọc thủng tuyến phòng xa của quân đội Mỹ, 5 cánh quân của quân đội ta gồm 4 quân đoàn chủ lực và đoàn 232 đã tập kết đầy đủ tại nơi quy định, hình thành thế trận bao vây Sài Gòn. 17 giờ cùng ngày, quân ta đã nổ súng bắt đầu tiến công lớn vào Sài Gòn, mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đêm ngày 28 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho các cánh quân của ta ở 5 hướng tiến công đồng loạt vào Sài Gòn, đồng thời chỉ thị cho các quân khu 8 và 9 ở Đồng bằng Nam Bộ phối hợp tiến công giải phóng Đồng bằng Nam Bộ. 5 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, các cánh quân của ta cùng đánh vào các căn cứ phòng ngự của địch để tiến vào nội thành Sài Gòn. Những khẩu hiệu động viên ngắn gọn và thiết thực như chậm trễ là có tội với lịch sử, thời cơ là mệnh lệnh của Bộ Chính trị được nêu lên. Tất cả các đơn vị bừng bừng khí thế, tiến công, quyết đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Sau 3 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân đội ta đã đánh chiếm được nhiều căn cứ, vị trí, đập tan tuyến phòng thủ, vòng ngoài của địch, tiêu diệt và làm tan rã phần lớn các sư đoàn 5, 25, 22, 18, 7 của quân địch. Cả nước hướng về Sài Gòn gia đình, toàn bộ lực lượng tiến công Sài Gòn đã sẵn sàng. Cán bộ chiến sĩ sục sôi khí thế quyết thắng. Trên mũ, trên tay áo, trên nòng pháo, trên thành xe đều ghi lời của Bác Hồ kính yêu: tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ khắp các hướng, quân đội ta ào ạt tiến vào Sài Gòn. Quân ta nhanh chóng chiếm được Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù của địch, làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 45 phút cùng ngày, ta tiến đánh vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn, Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Từ thủ đô Hà Nội đến những bản làng hẻo lánh, các hải đảo xa xôi đều vang tiếng reo mừng. Cả dân tộc vang khúc khải hoàn, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Kết thúc thắng lợi, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Truyền thông của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, vẫn ghi nhận số ca mắc và sự xuất hiện nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 hiện nay, Bộ Y tế ban hành thông điệp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, sửa đổi thông điệp 5K thành 2K, gồm khẩu trang, khử khuẩn. Cụ thể, về khẩu trang, Bộ Y tế khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4,
theo quyết định số 218 QĐ-BIT ngày 27 tháng 1 năm 2022. Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo quyết định số 2447 QĐ-BIT ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Khử khuẩn, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Cùng đó, Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19. Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, ý thức người dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Các biện pháp khác, theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương. Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Liên. Siêu thể thao, siêu ưu đãi, combo siêu hời từ K cộng, chỉ 990.000 đồng bộ thiết bị HD K cộng và thuê bao trọn vẹn 3 tháng. Ưu đãi từ 21 tháng 4 đến hết 21 tháng 5 2023. Xem K cộng để đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2023 và khám phá thế giới thể thao đỉnh cao với các trận ngoài hạng Anh kịch tính, đua xe công thức 1, quần vợt ATP, giải võ thuật tự do UFC. Đừng bỏ lỡ loạt phim mới cực hot chỉ có trên K cộng như series Hàn Quốc, Cậu Út Nhà Tài Phiệt, Quán Trọ Tình Yêu, các chùm phim bom tấn Âu Mỹ và vô vàn nội dung giải trí hấp dẫn khác dành cho cả gia đình. K cộng mang tới hơn 160 kênh giải trí hàng đầu, chất lượng chuẩn HD, kho phim VOD lên đến hơn 10.000 giờ và xem miễn phí mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động. Hãy lắp K cộng ngay hôm nay! Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!